Em chào các bác nha, nên em có về được một cặp Paragym Monitor, chính đây là dòng loa kiểm âm cao cấp. Thì cặp này giá rất là tốt so với cái chất âm nó mang lại nha bác. Bởi vì sao giá nó tốt không bác? Tại vì sao? Tại vì là những dòng này nó hiếm, nó không có hàng nhiều, nó không bị đổi giá nha các bác. Và nó hiếm hoi. Nói về thương hiệu Paragym thì các bác biết rồi, tiếng bass của nó là vẫn là đỉnh. Paragym một thương hiệu mà các bác ông vua của sub đó các bác, hàng bãi nha bác, hàng bãi nha, đẹp keng luôn. Cặp này là văn thùng gỗ lạng nha, cặp này rất là đẹp nha các bác, cặp này rất là đẹp nha. Cao nó là 92, cao 92 và ngang là 24, thì bass nó bass 20 mà ngang là 24 và sâu, hậu cặp loa này rất là sâu nha, sâu lên tới là 37 cm. Về chất âm của nó đây các bác, nếu mà so sánh với những dòng Rebel và BBK thì cặp này nó xứng ngang với những cặp mà 602 luôn các bác, ngang ngửa với những cặp mà 18-19 triệu vì chất âm nó mang lại nha. Thế bác nào mà chưa đang tìm một cặp loa cây mà để vừa trưng bày vừa nghe nhạc mà thiết kế khỏe khoắn và sang trọng hầm hố thì các bác lựa chọn cặp này Paragym Monitor 9, sở hữu là hai cấu hình hai bass 20 nha, hai bass 20, một chép dom. Rất là mới nha bác, giá thì em về rất là tốt nha bác. 10.500.000 đã bao gồm phí ship rồi nha. 10.500. Lo thì rất là đẹp nha. Chỉ có một cặp duy nhất thôi, những cặp này cực kỳ là hiếm nha bác. Paragym. Ốc ác là nguyên hết nha bác. Chứ không chạm cân gân dinh luôn nha, cân rồi gân mũ gân cu sâu. Bass 20. Nếu các bác nào thích tiếng bass chắc khỏe mạnh mỹ thì các bác lựa chọn cặp này. Một thương hiệu thì rất là lớn ở Mỹ luôn nha. Đây sâu là 37 các bác, hậu rất là sâu lên tiếng bass đó. Các bác chơi phòng mà 35m² là không cần sub luôn nha, không cần sub luôn. Và cặp này là cặp luôn là nghe nhạc kiểm âm cao cấp của Paragym và có một thiết kế là sang và thùng là thùng văn gỗ màu đỏ cam rất là đẹp. Đây. Loa đẹp ngất ngay nha các bác, không có điểm trừ luôn nha. Em nhấn mạnh là bác nào mình đang cần tìm một cặp loa nghe nhạc ở phân khúc mà trên 10 triệu thì nhanh tay chốt cặp này. Nó hay hơn rất là nhiều những cặp cực kỳ đắt tiền nha. Em mà so sánh với những cặp BBK 602 là cao hết rồi. 602 bên này cũng 18-19 triệu. Nhưng mà 602 thì để bên cái cạnh cặp loa này thì như một trời một vực các bác. Thứ nhất là nó nhỏ hơn cặp này rất là nhiều, thấp hơn cặp này luôn. Và chất âm nó cũng không có bằng cặp này được. Tại vì em bán dòng BBK 602 rất nhiều. Nhiều khi lúc sản phẩm nó cái giá thành nó không đi đôi với chất âm nha các bác. Nhiều lúc nó bị đẩy giá bởi vì giá bị kiểu như giá trị này thì nó về nhiều quá, nó bị đổi giá. Những cặp hiếm là thường thường nhiều các bác chơi sưu tầm thôi. Sưu tầm mà nó trúng những cặp hay như thế này. Paragym Monitor 9 nha các bác. Không có nhiều trên thị trường đâu. Với hai bass 20 là cao biết rồi, một lỗ thông hơi phía trước, một chép dom. Này, có thấy đẹp không? Chỉ 10.500.000 thôi nha. Giá em không bớt nữa nha các bác. Bên em bao giá cũng như là bao giá cân đối tốt nhất và giá bao ship tận nơi cho tất cả các bác. Để các bác chốt thì alo cho em nha. Chuyển khoản đủ thì em bớt cặp này 200.000 nha, là còn 10.300.000 đó các bác. Quá rẻ nha, đối với chất âm nó mang lại quá rẻ và cái gì nó đang trước mắt các bác là nó trưng bày nữa, rất là hầm hố. Và đối với cặp này các bác chơi phòng 35m² trở lại là vô tư nha. Nó có chế độ chơi B-Way luôn nha, Paragym Monitor 9. Này, cầu nối là cầu nối dinh theo loa thôi nha các bác. Chơi bass chép riêng biệt các bác, mà các bác chơi là để nguyên luôn, các bác cắm bắp chuối là đèn đỏ thôi. Paragym Monitor 9 đập keng luôn nha. Thôi thấy này, mười triệu năm trăm bán là chốt thì nhanh tay alo cho em nha. Bác nào mình muốn sưu tầm cũng được, tại vì nghe cặp này nó hay, nó rẻ nữa quá. Nếu cặp này mà nó hót lên một cái là nó đẩy giá lên ghê rồi. Mời các bác cùng xem lại phía trước em nó này, tiếng lo nó đẹp keng luôn nha, tiếng lo đẹp nhất nát luôn.
Đấy, cho bạn thấy này. Thiết kế của màn loa của cái dòng này của Paragym thì nó các bác sẽ lưu nó giống như thiết kế của Tăng Noi. Những dòng mà Tăng Noi các bạn có thể thấy như là M20G nữa, hay là những dòng Tăng Noi mà màn như thế này này, các bạn sẽ thấy được côn bên trong này. Đấy, có thấy bên trong này. Rồi em chỉ xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Bác nào chốt thì alo cho em, em về coi cặp này trong sáng nay, trong cái đơn hàng họ chờ trong lô hàng trong sáng nay quá. Giá 10.500.000 đã bao gồm phí ship nha. Cọc tiền thì bác cọc khoảng 1-2 triệu làm ship hàng tận nơi, còn chuyển khoản đủ là bớt 200, còn 10.300.000. Cọc tiền thì vẫn có giá 10.500.000 nha các bác.